đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hồ Hoài Anh, Hương Giang chính thức lên tiếng về tin đồn ly hôn sau 10 năm gắn bó. Vào chiều ngày 7 tháng 10 xuất hiện thông tin nghi vấn Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã ly hôn sau 14 năm gắn bó. Cụ thể, thông tin công khai của tòa án trong một vụ ly hôn được Tòa án Nhân dân quận 2 phân xử vào tháng 6, khá trùng khớp với vợ chồng Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang. Hồ Hoài Anh cũng đã lên tiếng về thông tin gây sốc cả V-Biz này. Ngày hôm nay có quá nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn dành cho chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết phải giải thích cụ thể câu chuyện ra sao. Cuộc hôn nhân nào cũng có những cột mốc và những hạnh phúc, những sóng gió. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Và may mắn rằng chúng tôi đều đã vượt qua. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi và Giang chưa bao giờ giấu điều gì với khán giả và những người yêu mến mình. Điều quan trọng nhất là giờ này chúng tôi vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc, trong niềm tưởng và yêu thương của tất cả những người thân yêu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng vì tất cả. Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện phía Lưu Hương Giang và Hồ Hải Anh đang rất bất ngờ trước tin ly hôn. Nhà chị đang chuẩn bị lên đính chính này, đang vui vẻ hạnh phúc như thế này. Phía Lưu Hương Giang chia sẻ. Vào cuối năm 2009, Hương Giang và Hồ Hải Anh về chung một nhà sau 4 năm tìm hiểu. 14 năm gắn bó, cặp đôi đã có chung hai bé gái đáng yêu, luôn đồng hành trong cả công việc và cuộc sống. Không thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, nhưng nếu để ý, có thể thấy sau ngần ấy năm, Hương Giang và Hồ Hải Anh vẫn giữ được hạnh phúc như thuở ban đầu. Cách đây vài ngày, cặp đôi cũng đã thực hiện bộ ảnh gia đình kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.